đã quay trở lại cùng video mới rồi đây Giãn cách của mọi người như thế nào rồi Xa quen rồi cho nên là ở nhà thì mình vẫn phải dùng son cho tươi tắn mặt Cho nên video ngày hôm nay thì Sa sẽ share cho mọi người năm thỏi son MLBB Xinh mà giàu dưỡng để mọi người có thể dùng ở nhà Tranh thủ vừa đẹp mà vừa nâng niu chăm môi trong thời gian giãn cách nha Sa biết là mọi người vẫn mê các dòng son bình nhân hơn bởi vì em ái túi tiền Nhưng mà để tạo sự đa dạng á, thì Sa sẽ giới thiệu cho mọi người một bé son 2N MABB Sa mê đủ đư Sa nhớ á, là mình đã feature em son Dior này ở trong rất là nhiều video rồi Nhưng mà vẫn phải giới thiệu tiếp đây Mã son 808 là sắc son Coral Fabish nhẹ nhàng, siêu tự nhiên trẻ trung Thuộc chất son Ultra Care cho nên là dù son lì á, thì vẫn ẩm dưỡng và nhẹ tinh môi dễ chịu Màu son Sa chọn thì nó có hiệu ứng luminous với cái hạt ngọc trai mịn ẩn, cho nên son dù lì vẫn có độ bắt sáng trên môi khỏe khoắn và căng đầy hơn. tuy nhiên em son này thì sẽ thấy nó có mùi hoa hồng khá là rõ nồng, cho nên chị em mà nhạy cảm mùi hương thì nên cân nhắc nha. Tiếp theo thì chúng mình có một brand Âu Mỹ nhưng mà giá thành êm túi bình dân hơn Chính là NYX Mọi người thì đã quá quen với hãng này rồi ha Dòng son ẩm dưỡng mà sẽ muốn giới thiệu ngày hôm nay Chính là Powder Pup Lippy Với thiết kế son kem dạng tuyết với độ apply bông mềm Sẽ thích dạng bông này bởi vì nó tán son khá là đều và tự nhiên Không cần dùng tới ngón tay Nhưng mà khi bóp son thì chị mình nhớ bóp nhẹ Lấy từ từ vừa đủ lượng dùng thôi nha Chất son này thì là dạng kem ẩm mềm có độ xốp mịn Lên môi Nhẹ tinh siêu siêu thích luôn Sơn cho finish kiểu mờ lì Nhưng mà lại mix với tí độ bóng ẩn hay ho Màu sơn Cool Intention này Là sắc nude nobe Có độ trầm siêu nhẹ dễ dùng trên da châu Á Màu này thì xinh lắm luôn á Mấy bạn mà thích phong cách Asian baby girl Thì nhất định lên thử nha Ngoài son kem ra thì chắc chắn cũng phải có son thỏi rồi Sẽ biết rất là nhiều bạn chỉ thích dùng son kem Và ngược lại thì cũng có rất là nhiều bạn chỉ thích dùng son sáp thỏi Redewy Lip Balm chính xác là thỏi son dưỡng có màu Nhất định mà bạn nên có Bởi vì chất son và màu son thì siêu siêu đẹp Phân khúc của son này cũng tầm trung thôi cho nên không quá đâu ví tiền Màu son MLBB hôm nay sẽ giới thiệu là thanh phu Tông nút Be cam nàng thơ xinh xinh Màu son này thì nhẹ nhàng trong trẻo Kết hợp trong chiếc son lip balm dầu dưỡng ẩm cho môi Yên tâm là chiếc son này thì sao thấy nó êm mềm lắm luôn Không bị bết dính Son lên môi như là bọc một lớp nước ẩm vậy À bởi vì video ngày hôm nay là tổng hợp tóc son MLBB dầu dưỡng Cho nên sao thấy đa số son đều khá là nhanh trôi Chỉ bám trung bình tầm từ 3 đến 4 tiếng Nãy giờ toàn là son Âu Mỹ rồi Thì chúng mình có một thỏi son hàng đổi gió chứ Và nhắc tới son hàng thì sao sẽ phải cho bé son Alicia Dòng non sticky dazzle tin lên sóng Alicia thì là một brand hàng bình dân với concept sản phẩm nào của hãng á, thì cũng phải có kim tuyến lấp lánh kết hợp với dòng son tinh bóng này á, thì ra thích nhất á, là cái phần nhũ kim tuyến trong son nó siêu siêu mịn và tinh tế lên môi thì nhìn hút mắt nhưng mà không dễ nhận ra là trong son có lớp kim tuyến đâu chiếc son thì thơm mùi táo tươi nhẹ nhẹ rất là dễ ngửi thử cả bản màu thì xa mê nhất là màu số 5 này đây màu son là hỗn hợp nâu be quyện cùng sang hô cho ra chút màu môi ân ẩn lấp lánh đẹp mê mệt màu son này thì ai dùng cũng dùng sao cũng đẹp nha. Màu son này thì có lớp stain rất là mờ, không đáng kể và cũng cùng màu với son luôn. Cuối cùng trong video là bé son thỏi hai em Bobby Brown Look Shine màu bầu honey là sắc nâu mực ong ẩn vàng ấm siêu đẹp. Vào này á thì chị em mình dùng son selfie là xinh lắm luôn nha. Chiếc son Bobby Brown thì ẩm mềm so với Rare Beauty hồi nãy xa giới thiệu á thì xa thấy Bobby Brown chiếc son sẽ dày hơn, ẩm bền hơn nhưng mà so với Rare thì lại không nhẹ môi bằng. Cho nên chị em mình có thể tùy thuộc vào sở thích cá nhân mà lựa chọn thỏi son nào hợp với mình hơn nha. Yên tâm á là cả năm thỏi son hôm nay sẽ giới thiệu thì với cách dùng nhẹ nhàng, ưng ẩn tán thành sắc MLBB thì chị em mình dùng sao cũng xinh, kể cả là ở trên mặt mộc. Hy vọng là năm thỏa son MLBB vừa rồi có thể là gợi ý hay ho để mùa giãn cách này chị em mình có thể ở nhà cho môi ẩm mềm nhưng mà nhìn vẫn tươi tắn xinh xắn nha. Nhiều lúc á mình xinh chỉ để mình ngắm thôi chứ không cần đi đâu vẫn xinh cũng vui mà đúng không? Video ngày hôm nay thì đến đây cũng đã hết rồi. Xin cảm ơn chị em mình thiệt nhiều đã xem hết video. Đừng quên nhấn nút like và subscribe channel của Vitin nhé hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo bye 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 bye